Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật nữa trên điện thoại Android, đó là cách bật tắt quyền cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại. Thì việc bật quyền cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc sẽ giúp bạn có thể tải các ứng dụng từ các nguồn khác ngoài CH Play. Vậy thì việc bật tắt quyền cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại Android làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây. Thì hướng dẫn này được thực hiện trên điện thoại LG G6, thì các dòng điện thoại Android của các hãng khác thì cũng có thể thực hiện theo các bước tương tự. Đầu tiên các bạn truy cập vào phần cài đặt. Thì sau khi truy cập vào phần cài đặt thì các bạn chọn vào phần thiết bị và quyền riêng tư. Thì một thiết bị và quyền riêng tư tùy vào từng dòng điện thoại mà có các tên gọi khác nhau, như là bảo mật hay là bảo mật thiết bị. Trên điện thoại của mình thì mình sẽ chọn vào giáo văn tay và bảo mật. Trong phần giáo văn tay và bảo mật này, các bạn tìm đến cái phần là nguồn không xác định, thì các bạn có thể thấy là nó có ghi là cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Google Play. Thì các bạn bật tính năng này lên, bật tính năng nguồn không xác định lên để có thể tải những cái ứng dụng mà ngoài CH Play. Sau khi nhấn vào thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo như này, thì các bạn cứ nhấn vào cho phép. Thì như vậy là chỉ vài thao tác là bạn đã có thể bật hay tắt quyền cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại Android rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.